dân mạng Campuchia nói Việt Nam cướp đất của mình và cái kết. Trong những năm gần đây, các hội nhóm Khmer Campuchia Krom như Liên đoàn Khmer Campuchia Krom KTF và các đối tượng phản động người Khmer lưu vong thường xuyên tuyên truyền xuyên tạc về vùng đất Nam Bộ của Việt Nam với luận điệu cho rằng vùng đất Nam Bộ là của Campuchia Krom, bị thực dân Pháp cắt khỏi lãnh thổ Campuchia và cho sáp nhập vào lãnh thổ Việt Nam. Qua đó, họ kích động sư sãi và đồng bào Khmer trong nước cũng như các tỉnh Nam Bộ của Việt Nam đấu tranh biểu tình đòi lại đất đai. Chính vì thế, trong suy nghĩ của không ít người Campuchia thiếu hiểu biết, họ cho rằng Việt Nam chính là kẻ đã cướp đi đất đai của mình. Họ liên tục bêu xíu Việt Nam trên mạng Internet và hô hào nhất định phải giành lại lãnh thổ từ tay láng giềng, bất chấp việc cựu thủ tướng Hun Sen của nước này đã nhiều lần ra sức giải thích. Đơn cử như mới đây, trên trang tin hỏi đáp lớn nhất hành tinh, QUORA.com, một cư dân mạng người Campuchia đã cho đăng tải một câu hỏi mang tính vu khống rằng tại sao Việt Nam lại cướp đất của Campuchia, nhưng thay vì nhận được sự đồng cảm, chia sẻ, người này lại bị nhận gạch đá tơi bời bởi cộng đồng mạng thông thái, hiểu biết rõ về lịch sử lãnh thổ của khu vực. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ cùng các bạn lắng nghe hết những bình luận rất chi là hay ho của các cư dân mạng kể trên. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Cách đây không lâu, trên trang mạng QUORA.com, một cư dân mạng Campuchia đã cho đăng tải một chủ đề với câu hỏi khó chịu nêu trên. Dường như cảm thấy bất bình cho Việt Nam, các cư dân mạng quốc tế đã tràn vào để lại nhiều bình luận phẫn nộ như sau. Nếu bạn nói Việt Nam lấy đất của người Khmer thì đúng, nhưng nói Việt Nam cướp đất của Campuchia thì bạn hoàn toàn sai. Campuchia không tồn tại trong lịch sử. Campuchia chỉ được thành lập và chính thức được Pháp công nhận sau khi Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ. Việc công nhận ba nước độc lập Việt Nam, Campuchia, Lào đã được Pháp chính thức ghi nhận trong Hiệp định Geneva ký giữa Việt Minh, Pháp và các bên liên quan khác. Đúng là trong lịch sử cổ đại, các triều đại Việt Nam đã từng xâm lược đất của người Khmer, nhưng đó là lịch sử cổ đại. Vương quốc Khmer cũng đã làm điều tương tự với Việt Nam, Champa và các quốc gia khác. Ngay cả phần phía nam của Việt Nam cũng là vùng đất của một dân tộc cổ đại, được gọi là Vương quốc Phù Nam. Và Vương quốc Khmer của Chân Lạp đã xâm lược, sáp nhập nó vào đế chế Angkor. Chính vì vậy, nếu chúng ta nói về nguồn gốc của người bản địa, thì phần phía nam của Việt Nam không thuộc về người Khmer mà thuộc về Vương quốc cổ đại được gọi là Phù Nam. Nhưng có ai quan tâm đâu? Nhưng bởi vì lịch sử xa xưa cho thấy hầu hết các quốc gia đều từng xâm lược lẫn nhau, Việt Nam cũng đã bị xâm lược và mất rất nhiều đất đai vào tay các nước khác. Thực dân Pháp thậm chí còn nhượng lại nhiều vùng lãnh thổ của Việt Nam cho các nước láng giềng. Tuy nhiên, hầu hết người Việt Nam đều chấp nhận lịch sử. Người Việt đã quên đi những nỗi đau trong quá khứ để cố gắng xây dựng lại đất nước. Bạn đừng quên rằng lịch sử hiện đại gắn liền với Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Chúng ta cần tuân thủ các quy định này, đồng thời cùng nhau xây dựng một quốc gia giàu mạnh thay vì mãi đau khổ và bám víu vào những ký ức nghèo nàn, lạc hậu. Hiện nay, phần lớn người Khmer tại Việt Nam có cuộc sống ổn định và tốt đẹp. Họ xây dựng những ngôi chùa khang trang, tổ chức các lễ hội rộn ràng với những điệu múa và bài ca độc đáo vào các dịp đặc biệt. Họ tự hào khoe với mọi người về kiến trúc Khmer cổ, đồng thời nhận mình là người Khmer Việt Nam và không mấy ai muốn tự nhận là công dân Campuchia. Vậy thì mục đích của việc Campuchia cứ mãi bám víu vào quá khứ xa xưa của mình là gì? Người Campuchia cần hiểu rằng đế chế Angkor đã lụi tàn từ lâu và nay chỉ còn là một phần trong lịch sử của Thái Lan, Việt Nam, Lào, Myanmar và Campuchia. Đế chế Angkor không phải là đế chế Campuchia. Nhiều cư dân mạng đã đồng tình với nhận định này và để lại các bình luận tương tự. Trong lịch sử, đế chế Khmer đã từng cố gắng xâm lược Việt Nam trước. Chính xác là vào năm 1128, vua Suryavarman Siwek đã dẫn 20.000 quân tấn công Đại Việt. Người Đại Việt đã chống trả mạnh mẽ, khiến quân Khmer phải tháo chạy. Trong suốt 10 năm tiếp theo, người Khmer liên tục thực hiện các cuộc xâm lược nhưng đều thất bại. Người Việt chỉ phản công để tự vệ. Vì vậy, người Khmer không có lý do gì để phàn nàn bởi họ chính là bên khơi mào trước. Việt Nam không có tư tưởng đế quốc, nhà lẽ nhiều tập hợp. Hầu hết các cuộc chiến tranh của Việt Nam chỉ nhằm đáp trả các cuộc xâm lược từ bên ngoài. Việt Nam sẽ không bao giờ xâm lược Campuchia vì những lý do vô nghĩa. Bạn còn nhớ cuộc chiến năm 1979 không? Chỉ khi Khmer Đỏ xâm lược Việt Nam và thảm sát dân thường ở vùng biên giới, cuộc chiến mới thực sự bùng nổ. Đế chế Khmer đã tự sụp đổ bởi những sai lầm của chính các nhà lãnh đạo sau thế kỷ 15. Hơn thế nữa, các cuộc nội chiến đã khiến đất nước suy yếu nghiêm trọng, quân đội hao hụt và dân số giảm sút đáng kể. Khi Đại Việt và Xiêm Thái Lan tiến vào, vùng đất này chỉ còn chưa đến 1 triệu người Khmer sống sót. Vì vậy, vua Khmer đã phải cầu xin Đại Việt bảo vệ đất nước mình khỏi sự xâm lược của Xiêm. Đổi lại, vị vua này kết hôn với công chúa Đại Việt và trao một phần lãnh thổ cho vương quốc láng giềng như một cách đổi lấy sự hòa bình. Nếu người Pháp không đến, nơi này có lẽ chỉ tồn tại 3 quốc gia như hiện tại. Ngoài ra, có một cư dân mạng châm biếm rằng bạn nên ngừng ăn cá trích đỏ một thời gian được không nhỉ? Đi một cách đá xéo đầy thâm thúy với tác giả của chủ đề này. Đúng như những gì cư dân mạng quốc tế đã nêu,
không hề có chuyện Việt Nam cướp đất của Campuchia. Điều này đã được chứng minh rõ ràng thông qua các tư liệu lịch sử, các di tích khảo cổ học và những văn bản chính thức của nhà nước Pháp, Việt Nam và Campuchia. Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ bảy, vùng Nam Bộ thuộc về Vương quốc Phù Nam, tương ứng với vùng đất Nam Bộ ngày nay. Trong thời kỳ Phù Nam cường thịnh, nhiều nước nhỏ đã thần phục Phù Nam với tư cách là thuộc quốc hoặc chư hầu, trong đó có Chân Lạp Tam Đào. Tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 16, Nam Bộ rơi vào sự kiểm soát của Chân Lạp Tam Đào. Khoảng sau năm 627, khi Phù Nam suy yếu, Chân Lạp đã đánh chiếm và tiêu diệt Phù Nam, sau đó dồn lực phát triển vùng trung lưu sông Mekong, khu vực biển Hồ và mở rộng sang phía Tây. Trong suốt thời kỳ này, vùng đất Nam Bộ chưa hề có sự quản lý hành chính rõ ràng của Chân Lạp Tam Đào. Đến tận thế kỷ thứ 13, cư dân tại đây vẫn còn rất thừa thớt. Bước sang thế kỷ thứ 14, Chân Lạp phải đối mặt với sự bành trướng từ các vương triều Xiêm, tức Thái Lan ngày nay. Đặc biệt, từ thế kỷ thứ 16 và 17, sự can thiệp của Xiêm đã khiến triều đình Chân Lạp rơi vào tình trạng chia rẽ sâu sắc, nội bộ tranh giành quyền lực, dẫn đến thời kỳ suy vong. Trong bối cảnh như vậy, Chân Lạp gần như không còn khả năng kiểm soát vùng đất ngập nước Nam Bộ. Từ thế kỷ thứ 17 trở đi, Nam Bộ dần trở thành một phần lãnh thổ của Việt Nam. Trong các giai đoạn lịch sử, mối quan hệ giữa nhà Nguyễn của Việt Nam và triều đình Chân Lạp duy trì sự hòa bình và hữu nghị. Đặc biệt, năm 1620, vua Chân Lạp Chicheta I đã cưới công nữ Ngọc Vạn, con gái chúa Nguyễn Phúc Nguyên, làm hoàng hậu. Sự hữu hảo này đã tạo điều kiện cho người Việt di cư khai khẩn đất hoang và sinh sống tại Nam Bộ. Đến năm 1623, để quản lý và thu thuế cư dân người Việt tại đây, chúa Nguyễn đã thành lập một trạm thu thuế ở vùng Sài Gòn ngày nay. Cùng thời kỳ đó, một số quan lại nhà Minh từ Trung Quốc không thần phục nhà Thanh đã vượt biển đến khu vực này và xin phép chúa Nguyễn định cư. Đến năm 681, vua Chicheta I cho Mạc Cửu khai thác vùng đất dọc bờ biển phía nam Chân Lạp tên Toàn Đạt. Sau đó, Mạc Cửu xin quy phục và dâng toàn bộ đất đai thuộc quyền cai quản của mình cho chúa Nguyễn vào năm 1708. Kể từ năm 1698, chúa Nguyễn đã cử thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý vùng đất Nam Bộ và lập ra ở đây một đơn vị hành chính lớn là Phủ Gia Định. Đây là sự xác lập quyền lực, khẳng định chủ quyền thực tế của Vương triều Việt Nam tại vùng đất Nam Bộ. Đến năm 1757, vua Chân Lạp là Nạc Tôn Pharabat Ong Thong đã trao cho chúa Nguyễn đất Tầm Phong Long, tương đương với vùng tứ giác Long Xuyên ngày nay, để đền ơn cứu giúp giành lại ngôi vua. Điều này đánh dấu quá trình xác lập chủ quyền lãnh thổ của các vương triều Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ cơ bản hoàn tất. Cùng với quá trình khai thác những vùng đất còn hoang vu tại Nam Bộ, triều đình nhà Nguyễn đã liên tục thực hiện việc quản lý lãnh thổ với tư cách là chủ nhân của vùng đất này. Chẳng hạn, vua Gia Long cho đào kênh Thoại Hà ở An Giang, còn vua Minh Mạng cho đào kênh Vĩnh Tế, dài trên 70 km, nối liền Châu Đốc với Hà Tiên. Về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, các chúa Nguyễn đã kiên quyết đánh bại các hành vi xâm phạm lãnh thổ Nam Bộ của quân Xiêm vào các năm 1715 và 1771. Đến năm 1785, anh hùng Nguyễn Huệ đã đánh tan quân Xiêm trong trận Rạch Cầm, Xoài Mút tại Tiền Giang. Vào đầu thế kỷ 19, các vua nhà Nguyễn đã cho xây dựng hệ thống đồn lũy trấn thủ dọc biên giới để bảo vệ lãnh thổ nước nhà. Năm 1858, Pháp xâm lược Việt Nam. Đến năm 1862, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông là Biên Hòa, Gia Định và Định Tường, buộc triều đình Huế phải ký hiệp ước nhường quyền cai quản các tỉnh này cho Pháp. Năm 1867, Pháp tiếp tục chiếm các tỉnh miền Tây còn lại là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên, dẫn đến hiệp ước năm 1874, trong đó triều đình Huế nhượng lại toàn bộ 3 tỉnh này cho Pháp. Trước hành động xâm lược của Pháp và các hiệp định được ký kết giữa triều đình nhà Nguyễn với chính phủ Pháp, nhà nước Campuchia và các nước liên quan khi đó không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này thừa nhận chủ quyền của Việt Nam trên vùng đất này. Đồng thời, nhân dân Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước đã đứng lên chống thực dân Pháp, chứ không phải nhà nước Campuchia tổ chức chống Pháp tại Nam Bộ. Cùng thời điểm đó, vào năm 1860, Vương quốc Campuchia đã ký hiệp ước chịu sự bảo hộ của Pháp. Trong hiệp ước ấy, Vương quốc Campuchia không hề đề cập đến phần lãnh thổ do Pháp chiếm đóng ở Nam Kỳ. Sau khi hoàn tất việc đặt Campuchia dưới chế độ bảo hộ vào năm 1863 và Nam Kỳ dưới chế độ thuộc địa vào năm 1867, Pháp đã thay mặt Việt Nam thỏa thuận với Campuchia, quy định ranh giới giữa Nam Kỳ và Campuchia, quy định ranh giới giữa Nam Kỳ và Campuchia. Ngay sau khi được thành lập vào tháng 9 năm 1945, chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã khẳng định chủ quyền vùng đất Nam Bộ, bộ phận lãnh thổ không thể tách rời của toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Chủ quyền Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ liên tục được tất cả các hiệp định có giá trị pháp lý quốc tế sau đó công nhận, như luật số 49/733 do Quốc hội Pháp thông qua và được Tổng thống Pháp lúc đó Vincent Auriol ký vào ngày 4 tháng 6 năm 1999, với nội dung chính là trả lại Nam Kỳ cho quốc gia Việt Nam, đại diện là Bảo Đà. Trước thắc mắc của Campuchia, ngày 8 tháng 6 năm 1949, chính phủ Pháp đã có thư chính thức gửi quốc vương Campuchia, lúc đó là Sihanouk, nói rõ cơ sở pháp lý và lịch sử của quyết định trên. Với bức thư này, Pháp không chỉ thừa nhận một thực tế lịch sử, chứng tỏ người chủ thực sự của vùng đất Nam Bộ là nhà nước Việt Nam,
mà còn nêu lại một lần nữa cơ sở pháp lý khẳng định vùng đất Nam Bộ đã thuộc chủ quyền của Việt Nam từ trước khi Pháp đặt chân đến Nam Bộ. Tiếp sau đó, Hiệp định Geneva năm 1954 về Đông Dương và Hiệp định Paris năm 1973 về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô và Trung Quốc công nhận, cũng như được chính phủ Lào, chính phủ Campuchia và các nước trên thế giới thừa nhận theo đường biên giới mà Pháp đã phân định. Đến ngày 18 tháng 2 năm 1979, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa nhân dân Campuchia đã ký Hiệp ước Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác với Điều 4 thống nhất rằng hai bên cam kết sẽ giải quyết tất cả những bất đồng có thể nảy sinh trong quan hệ hai nước bằng thương lượng hòa bình. Hai bên sẽ đàm phán để ký một hiệp định hoạch định biên giới quốc gia trên cơ sở đường biên giới hiện tại, quyết tâm xây dựng đường biên giới này thành biên giới hòa bình, hữu nghị lâu dài giữa hai nước. Vậy nên, thiết nghĩ, người dân Campuchia nên nhìn thẳng vào sự thật này để từ bỏ những mơ mộng hão huyền về vùng lãnh thổ đã mất. Mọi người nên tập trung xây dựng và tái thiết đất nước hơn là gặm nhấm quá khứ, khơi dậy hận thù để rồi tự hủy diệt chính mình. Các bạn thân mến, khi Vương quốc Campuchia được thành lập và tình hình chính trị dần đi vào ổn định, nước này đã chuyển sang nền kinh tế thị trường từ năm 1993. Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và đầu tư nước ngoài, nền kinh tế Campuchia đang từng bước phát triển trông thấy. Hơn 30 năm qua, từ một quốc gia có thu nhập thấp, Campuchia đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Nước này cũng đang tích cực triển khai chiến lược tứ giác giai đoạn 4, tập trung cải cách toàn diện kinh tế xã hội, tăng cường hội nhập, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050. Ngoài ra, suốt nhiều năm qua, Campuchia còn nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ Trung Quốc, khiến nước này ngày càng trở nên tự tin thái quá. Campuchia không ngừng kèn cựa với Việt Nam và lúc nào cũng muốn vượt mặt láng giềng để thể hiện rằng ta đây cũng rất gì và này nọ. Có lẽ vì thế mà mới đây, một cư dân mạng Campuchia đã cho đăng đàn một bài viết cùng với câu hỏi có phần tự cao trước Việt Nam. Ngay lập tức, bài viết này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng quốc tế. Vâng, mới đây, một cư dân mạng Campuchia cho đăng đàn một bài viết cùng với câu hỏi xoáy rằng liệu Campuchia có thể giàu có và phát triển hơn Việt Nam vào năm 2050. Điều này đã khiến mọi người bàn luận rôm rá. Phía dưới bài viết này đã có rất nhiều ý kiến phản hồi được đưa ra. Khả năng để Campuchia trở nên giàu có và phát triển hơn Việt Nam vào năm 2050 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm chính sách kinh tế, quản trị, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục và các hoạt động bên ngoài. Cụ thể hơn, để điều đó xảy ra, kinh tế của Campuchia phải tăng trưởng theo tỷ lệ dự kiến, môi trường chính trị phải ổn định và chế độ phải được cải cách để phòng chống tham nhũng. Song song đó, nước này cần đầu tư mạnh tay vào giáo dục để tăng cường đội ngũ lao động lành nghề, phát triển cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại nhằm hỗ trợ sản xuất, thương mại, thu hút đầu tư và cải thiện khả năng kết nối vùng biển. Điều mà Việt Nam hiện nay đang làm rất tốt. Tỏ ra đồng tình với quan điểm này, một cư dân mạng khác thì cho rằng hiện nay kinh tế Campuchia đang tiến gần Việt Nam về GDP và GDP bình quân đầu người, mặc dù cả hai nước vẫn thuộc diện thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, Việt Nam và Campuchia đang có những trình độ tăng trưởng kinh tế cao nhất trong khu vực ASEAN. Trong đó, Campuchia cũng có nguồn lao động trẻ giống như Việt Nam, nhưng diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người của Campuchia lại lớn hơn nhiều so với Việt Nam. Cho nên, Campuchia và Việt Nam đều có tiềm năng phát triển rất tốt trong hai thập kỷ tới. Vậy liệu rằng Campuchia có thể giàu có hơn Việt Nam không? Điều đó rất có thể xảy ra, vì trên thế giới này, mọi thứ đều có thể. Những năm 1980, thật khó để tin rằng một ngày nào đó Iran sẽ có thu nhập bình quân đầu người gấp đôi thu nhập trung bình của Anh. Và nếu cách đây 40 năm, có ai đó nói rằng Iran có thu nhập cao nhất châu Âu, mọi người hẳn sẽ nghĩ điều đó thật buồn cười. Do đó, Campuchia hoàn toàn có thể vượt qua Việt Nam, thậm chí trở thành một quốc gia phát triển nếu có định hướng phát triển đất nước tốt. Trước mắt, Campuchia cần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông và đại học của mình. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực của cả chính phủ và nhân dân trong nhiều thập kỷ tới, bởi giáo dục hiện nay của Campuchia không được đánh giá cao như Việt Nam bao. Trong khi đó, để phát triển đất nước, nguồn nhân lực chính là yếu tố cốt lõi. Thứ hai, Campuchia cần tìm ra hướng đi đúng đắn để phát triển nền kinh tế sao cho phù hợp với năng lực và tiềm năng của mình. Với một quốc gia nhỏ và dân số ít như Campuchia, họ có thể phát triển nhanh chóng bằng cách tập trung vào năng lực tài chính và dịch vụ ở một số thành phố trọng điểm. Điều này đã được chứng minh ở Ireland, Singapore và Qatar. Ở cấp độ thành phố quốc gia, các mô hình như Macau và Hong Kong đã cho thấy hiệu quả. Nếu Campuchia phát triển đồng đều ở các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp hóa và nông nghiệp, họ sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh với Việt Nam vì dân số của Campuchia ít hơn nhiều. Tuy nhiên, Campuchia không thể tránh khỏi xu hướng phát triển đồng đều này. Thứ ba, Campuchia phải xây dựng được một chính phủ ổn định, sáng tạo và tỏ thái độ hòa bình với các nước láng giềng để phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, hiện nay Campuchia có quá nhiều đảng phái và một số nhà lãnh đạo thường muốn thu hút phiếu bầu bằng cách đề cao tư tưởng chống láng giềng. Điều này làm xã hội Campuchia trở nên bất ổn, dẫn đến các cuộc biểu tình và tranh cãi không hồi kết. Những cuộc biểu tình này không gây hại cho các nước láng giềng,
nhưng lại gây thiệt hại lớn cho chính Campuchia vì các nguồn lực không được tập trung vào sản xuất và phát triển kinh tế. Dẫu vậy, không phải ai cũng đồng tình với những ý kiến này. Một bác sĩ nội khoa tại Trung tâm Y tế Interface cho rằng khả năng Campuchia vượt qua Việt Nam là rất thấp bởi Việt Nam đang sở hữu một vị trí địa lý chiến lược và nhiều lợi thế phát triển vượt trội. Các cường quốc nước ngoài như Hoa Kỳ và Nga quan tâm đến Việt Nam nhiều hơn Campuchia. Hơn nữa, Việt Nam chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Đông Á cần cù hơn các nước theo Phật giáo nguyên thủy như Campuchia. Người Việt Nam có trình độ học vấn rất cao và một số người trong số đó thông thạo tiếng Trung Quốc. Kết hợp với các yếu tố trên, người Việt Nam kinh doanh rất hiệu quả. Trong khi đó, nền kinh tế Campuchia lại dựa vào nông nghiệp và sử dụng rất nhiều lao động trong lĩnh vực này. Nếu một quốc gia chỉ có thể trở nên giàu có bằng cách tạo ra các sản phẩm nông nghiệp, thì có lẽ Ukraine đã giàu có từ lâu rồi, bởi họ được coi là kho bánh mì của châu Âu. Thế nhưng, bạn đã thấy nền kinh tế của Ukraine hiện nay ra sao rồi đấy? Dù ở châu Âu, quốc gia này vẫn không hề giàu có. Đó là chưa kể đến chuyện Việt Nam có cơ sở sản xuất tiên tiến để hiện đại hóa nền kinh tế của mình một cách dễ dàng. Đồng ý rằng mọi thứ đều có thể xảy ra, nhưng rất khó để Campuchia phát triển vượt mặt Việt Nam trong tương lai. Hay như một cư dân mạng khác khẳng định chắc nịch rằng câu trả lời là không. Theo ghi nhận của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, GDP của Việt Nam năm 2021 là 368 tỷ đô la, trong khi Campuchia chỉ đạt 26,8 tỷ đô la. Nếu Campuchia giữ vững tốc độ tăng trưởng năm 2019 là 7% và Việt Nam không tăng trưởng, thì Campuchia cũng cần ít nhất 38 năm để bắt kịp GDP hiện tại của Việt Nam, tức là khoảng năm 2060. Còn nếu Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng 6,8% như năm 2019, thì đến năm 2060, GDP của Việt Nam sẽ đạt 4.483 tỷ đô la, vẫn cao hơn Campuchia gấp 12 lần. Hầu hết các ý kiến cho rằng Campuchia khó có thể vượt mặt Việt Nam trong vòng 20 năm tới. Họ cần cải cách toàn diện, từ giáo dục, kinh tế, xã hội cho đến chính trị và bộ máy chính quyền. Tuy nhiên, Campuchia hiện đang phải đối mặt với một làn sóng phản đối chưa từng thấy. Hơn 16.000 người dân ở Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả phương Tây đã xuống đường hô vang khẩu hiệu No CLV West Việt Nam. Họ phản đối gay gắt và chỉ trích mạnh mẽ các động thái của chính phủ Việt Nam mà họ cho là đang đe dọa kinh tế và chính trị của Campuchia, đẩy quốc gia này vào tình thế vô cùng khó khăn. Đây không chỉ là cuộc biểu tình đơn thuần mà còn là phản ứng dữ dội của người Campuchia trước những thách thức mà họ đang phải đối mặt. Trong khi đó, Việt Nam lại đang là nước có quan hệ hợp tác và đầu tư hàng đầu tại Campuchia. Việc làm này của người dân Campuchia chẳng khác gì hành động tự sát cá. Còn trước đó, Campuchia cũng phải đối mặt với sự chia rẽ sâu sắc khi các đảng phái và các lãnh đạo của đảng phái lợi dụng tâm lý thù địch với Việt Nam để chống phá chính quyền. Mục đích chính là để có được nhiều phiếu bầu nhất cho mình trong cuộc tranh cử một mất một còn. Xét về mặt kinh tế, hiện tại Campuchia đã bị Việt Nam bỏ xa. Trong vòng 20 năm tới, nếu Campuchia muốn vượt qua láng giềng, họ phải tăng tốc phi mã, cùng với điều kiện Việt Nam phải dậm chân tại chỗ vài chục năm trời. Tuy nhiên, điều này là khó xảy ra. Bởi vì, theo Trung tâm Dự báo Kinh tế Độc lập của Anh Seber, thứ hạng quy mô kinh tế của Việt Nam có thể tăng nhanh trong tương lai. Cụ thể hơn, Việt Nam sẽ vươn lên vị trí 24 vào năm 2033 với quy mô kinh tế đạt 1.050 tỷ đô la. Đến năm 2038, với quy mô GDP dự kiến đạt 1.559 tỷ đô la, Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 21, vượt qua nền kinh tế khác trong khu vực ASEAN như Thái Lan 1.313 tỷ đô la, Singapore 896 tỷ đô la và Philippines 1.056 tỷ đô la. Để lọt vào nhóm 36 tỷ đô la, để lọt vào nhóm 25 kinh tế giới. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang đạt được rất nhiều thành tựu trong lĩnh vực giáo dục, thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài và nhất là cơ sở hạ tầng, những thứ mà Campuchia cần phải học hỏi ở Việt Nam rất nhiều. Vậy nên, các cư dân mạng nước này đừng nên quá ảo tưởng để rồi đưa ra những câu hỏi hoang đường như trên, vì các bạn càng như thế thì càng làm nhục cho quốc gia mình mà thôi. Chính trường Campuchia thời gian gần đây trở nên căng thẳng trước áp lực từ phe đối lập, thậm chí nó còn khiến ông Hun Sen phải rút khỏi khuôn khổ hợp tác với các nước láng giềng vì sợ bị nói là đang bán đất cho nước ngoài. Cứ tưởng rằng sóng gió đã qua đi, nhưng không, chế độ cầm quyền tại Campuchia mới đây lại tiếp tục hứng chịu đợt sóng mới khi một vụ đại án tham nhũng bị phanh phui, mà các cá nhân liên quan lại đều là tay chân thân tín của ông Hun Sen. Điều này khiến ông không khỏi bị chỉ trích dữ dội từ dân chúng. Hình ảnh đẹp đẽ mà ông gây dựng suốt bao nhiêu năm cầm quyền ở Campuchia đang trở nên hoàn ố. Câu chuyện cụ thể thế nào và Chủ tịch Thượng viện Campuchia đang làm gì để cứu vãn sự nghiệp chính trị của mình, chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Hãy bắt đầu câu chuyện với một nhân vật cộng cán có tên là Dương Dara, thư ký nhà nước tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia và là trợ lý của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Nhân vật này đã bị bắt vào ngày 10 tháng 10 vì bị cáo buộc lừa đảo hàng triệu đô la của hơn 400 gia đình ở tỉnh Say Rai nước này thông qua chương trình đa cấp của tập đoàn Phum Khmer từ năm 2024. Dương Dara chính là người tạo ra trang Facebook chính thức của ông Hun Sen, hiện đã có trên 14 triệu người theo dõi và sau đó trở thành trợ lý của ông. Vào tháng 11 năm 2020,
Dara được bổ nhiệm làm thư ký nhà nước tại văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia. Tới năm 2022, cha đỡ đầu của Dương Dara là Lee Samet được bổ nhiệm làm cố vấn cho cựu thủ tướng Campuchia Hun Sen, người hiện là chủ tịch thượng viện nước này. Hãy nhớ kỹ tên Lee Samet vì hắn cũng là một nhân vật cộng cán trong đường dây tham nhũng bị phanh phui ở Campuchia. Trở lại với Dương Dara, hắn cùng em trai mình là Dương Virat, cổ đông lớn của tập đoàn Phum Khmer, và Okna Somsotie, chủ sở hữu Phum Khmer, đã bị hơn 400 gia đình ở Campuchia gửi đơn kiện. Những gia đình này tố cáo rằng họ đã bị ba người kể trên lừa đảo thông qua những chương trình đa cấp của Phum Khmer Hốt. Thủ đoạn của chúng rất đơn giản, chúng hứa hẹn với người dân Campuchia chỉ cần đầu tư vào dự án của công ty Phum Khmer để mua đất thì sẽ được trả lại 4% mỗi tháng. Trong vòng 3 đến 5 tháng sau khi đầu tư, các nạn nhân nhận được khoản thanh toán đầy đủ từ công ty, nhưng đến tháng tiếp theo họ không nhận được tiền nữa. Những người mua đất từ công ty Phum Khmer cũng không nhận được quyền sở hữu mảnh đất nào sau khi trả tiền cho doanh nghiệp này. Các nạn nhân đã khẳng định rằng mỗi người đã đầu tư ít nhất 10.000 đô la đến 120.000 đô la vào dự án của Phum Khmer. Như vậy, con số mà những tên lừa đảo trên thu được có thể lên tới hàng chục triệu đô la. Tên Dương Dara sau đó đã bị cảnh sát thành phố Phnom Penh bắt giữ vào ngày 10 tháng 10 sau khi trở về từ Trung Quốc và đã bị thẩm vấn. Nhiều người tự hỏi rằng tại sao tên Dương Dara này lại có thể lừa được nhiều người như vậy. Như đã nói, hắn từng là trợ lý của ông Hun Sen, nhưng như thế là chưa đủ. Hắn cũng là con trai đỡ đầu của Lee Samet, một trong những cố vấn thân tín của Chủ tịch Thượng viện Campuchia hiện tại. Trước đây, khi còn giữ chức Thủ tướng Campuchia, ông Hun Sen có 101 trợ lý và cố vấn giúp việc cho mình. Hiện tại không biết ông Hun Sen còn giữ lại bao nhiêu tay chân trong số này khi đã lui về sau làm Chủ tịch Thượng viện và nhường ghế Thủ tướng cho con trai. Tuy nhiên, có thể khẳng định Lee Samet vẫn là cái tên cộng cán nhất trong số những thân tín của ông Hun Sen từ trước đến nay. Cựu cố vấn cá nhân của ông Hun Sen có một lý lịch cực kỳ uy tín khi là một doanh nhân bất động sản thành công và cũng là hiệu trưởng trường đại học Indravijay ở Phnom Penh. Ông ta giữ danh hiệu, danh dự, ốc nhà, một tước hiệu được trao cho những nhân vật nổi tiếng ở Campuchia có những đóng góp đáng kể cho xã hội nước này. Thế nhưng, đó cũng chỉ là vỏ bọc cho một con sâu đang đục khoét Campuchia. Ông Hun Sen vừa qua đã thông báo trên Facebook rằng Lee Samet đã lừa đảo một số người Campuchia trong 2 năm qua bằng cách đòi hối lộ để đổi lấy sự ưu ái và chức vụ trong chính phủ nước này. Ông Hun Sen nói, Lee Samet luôn sử dụng tên của tôi để lừa đảo mọi người, nói với họ rằng ông ta có thể ra vào nhà tôi bất cứ lúc nào. Nhưng Lee Samet không biết nhà tôi ở đâu. Chủ tịch Thượng viện Campuchia cũng kêu gọi đóng băng tài sản của Lee Samet và yêu cầu tòa án thành phố Phnom Penh buộc ông ta phải trả lại tiền cho những nạn nhân của vụ lừa đảo. Ông Hun Sen giải thích rằng Lee Samet đã sử dụng tên của ông để lừa đảo nhiều người. Trong một số trường hợp, có số tiền lên tới 10 triệu đô la. Sau đó, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Lee Samet. Tuy nhiên, ông ta đã bỏ trốn khỏi nhà trước khi cảnh sát xuất hiện. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng. Sau đó, theo xác nhận của người phát ngôn sở cảnh sát thành phố Phnom Penh, Lee Samet đã bị bắt và đưa từ Sihanoukville đến Phnom Penh vào ngày 5 tháng 11 để ra hầu tòa. Theo như một tiết lộ gây sốc sau đó, chính ông Hun Sen đã nói rằng mình biết Lee Samet phạm tội từ năm 2020, chứ không phải tới bây giờ mới biết. Tới thời điểm đó, hắn đã lừa một doanh nhân bất động sản ở Campuchia với số tiền 10 triệu đô la. Ông Hun Sen đã bắt hắn trả lại tiền khi phát hiện sự việc này, nhưng hắn vẫn lần nữa không chịu trả. Câu chuyện nghe có vẻ trong sạch cho ông Hun Sen, nhưng tại sao tên Lee Samet không bị bắt ngay lúc đó mà phải đợi tới tận 4 năm sau mới bị phanh phui? 4 năm qua, hắn đã lừa đảo thêm được bao nhiêu người dưới cái tên của ông Hun Sen và số tiền có thể lớn đến mức nào? Đó là những câu hỏi mà dư luận quan tâm. Điều lố bịch là, một ngày trước khi Lee Samet bị bắt, một đoạn video của ông ta đã được đăng tải lên mạng xã hội, trong đó ông ta thú nhận hành vi sai trái của mình và xin lỗi Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, kiểu như ông ta hoàn toàn nhận hết lỗi về mình trước công chúng Campuchia trước khi ra đầu thú. Ông ta nói, tôi, Lee Samet, đã phạm phải những sai lầm nghiêm trọng, làm tổn hại đến danh tiếng và phẩm giá của nhà lãnh đạo của tôi. Đoạn video khóc lóc sướt mướt này sau đó còn được ông Hun Sen chia sẻ trên trang Facebook của mình. Ông Hun Sen cũng lưu ý rằng, trong 6 năm làm ngoại trưởng, 38 năm làm thủ tướng và hiện giữ chức Chủ tịch Thượng viện Campuchia, ông đã ký hàng nghìn sắc lệnh bổ nhiệm các công chức và sĩ quan quân đội. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào, dù được đề nghị hay dưới hình thức hối lộ. Ngược lại, một số công chức đã được bổ nhiệm và thậm chí nhận được sự hỗ trợ từ ông Hun Sen để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của họ. Ông Hun Sen đang tỏ ra rất cứng rắn trong việc xử lý hai cá nhân trong đường dây lừa đảo lần này. Và đây là hành động đúng đắn vì hai kẻ này đều từng là tay chân thân tín của ông. Nếu ông xử lý có phần nương tay thì chắc chắn dư luận Campuchia sẽ nổi giận và hướng mũi dùi vào ông, khiến sự nghiệp chính trị của ông bị hoen ố sau bao nhiêu năm gây dựng hình ảnh. Vụ việc lần này của Lee Samet và các đồng phạm đã phơi bày một thực tế đáng lo ngại về tình trạng tham nhũng có hệ thống trong bộ máy chính quyền Campuchia. Điều này có thể tác động nghiêm trọng đến chế độ hiện tại theo nhiều khía cạnh.
Thứ nhất, về mặt uy tín và niềm tin của người dân, việc một cố vấn cấp cao của cựu thủ tướng Hun Sen công khai lợi dụng tên tuổi của ông để nhận hối lộ và môi giới chức vụ cho thấy tình trạng mua bán quyền lực đã len lỏi đến tận cấp cao nhất của chính quyền. Điều này có thể làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người dân vào tính liêm chính và năng lực quản lý đất nước của chế độ hiện tại. Thứ hai, về mặt chính trị, vụ việc này có thể tạo ra những rạn nứt trong nội bộ đảng cầm quyền khi những quan chức cấp cao đầu tiên bị phanh phui vì hành vi tham nhũng, sẽ dẫn đến sự nghi ngờ nội bộ. Sau đó, cuộc thanh trừng làm suy yếu sự đoàn kết sẽ diễn ra trong nội bộ đảng. Sự bất ổn định chính trị ở Campuchia cũng có thể ảnh hưởng rất lớn sang khía cạnh kinh tế của nước này. Việc Campuchia tiếp tục bị quốc tế xếp hạng thấp vì tính minh bạch và chống tham nhũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như các mối quan hệ ngoại giao. Các nhà đầu tư và các đối tác quốc tế có thể e ngại khi hợp tác với một quốc gia có mức độ tham nhũng cao và thiếu minh bạch trong quản lý nhà nước. Nếu không có những biện pháp quyết liệt để chống tham nhũng và cải cách bộ máy, thì niềm tin của người dân vào chế độ sẽ tiếp tục suy giảm nghiêm trọng, và khi đó không chỉ các quan chức tham nhũng phải trả giá, mà chính quyền của Thủ tướng Hun Manet cũng có thể phải đối mặt với những thách thức còn lớn hơn trong tương lai. Việc ông Hun Manet kế nhiệm cha mình vốn đã gây ra một làn sóng phản đối không nhỏ ở Campuchia. Giờ đây, đường dây tham nhũng liên quan tới những cựu thân tín của cha ông bị phanh phui sẽ còn tạo thêm những chướng ngại còn lớn hơn trong sự nghiệp chính trị của Hun Manet. Campuchia lần này chắc chắn sẽ có nhiều biến động. Như chúng ta cũng biết, vào buổi sáng ngày 5 tháng 8 năm 2024, Campuchia đã tổ chức lễ động thổ hết sức long trọng để chính thức khởi công dự án kênh đào Phù Nam Teco. Sự kiện này có sự góp mặt của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, phu nhân Bun Chumoni và đông đảo lãnh đạo cấp cao Campuchia cùng khách mời quốc tế. Nó cho thấy được tầm quan trọng của dự án kênh đào Phù Nam Teco cũng như sự quyết tâm cao độ trong việc thực hiện dự án của các nhà lãnh đạo nước này. Điều đã được khẳng định rất nhiều lần bởi cựu Thủ tướng Hun Sen và người kế nhiệm của ông trước Việt Nam lẫn bạn bè quốc tế. Thế nhưng, tính đến ngày hôm nay, dù đã gần 3 tháng trôi qua, nhưng con kênh gây tranh cãi ấy vẫn án bình bất động loan tròn. Mọi thứ tại đây trở nên yên ắng đến lạ, thường khiến cho mọi người hết sức khó hiểu. Vậy lý do gì đã khiến cho quá trình thi công kênh đào Phù Nam Teco dậm chân tại chỗ? Phải chăng Trung Quốc đã lật kèo giống như những gì mà Việt Nam dự đoán? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, kể từ khi kênh đào Phù Nam Teco được chính thức khởi công xây dựng, mọi diễn biến của dự án nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Theo đó, tiến độ thi công công trình liên tục được mọi người dõi theo. Bất ngờ là mới đây, trong một video được đăng tải công khai cho thấy, kênh đào Phù Nam Teco đang rơi vào tình trạng án binh bất động. Cụ thể hơn là, con kênh nối dòng Mekong từ thủ đô Phnom Penh được mở rộng thành kênh đào Phù Nam Teco vẫn không có chuyển biến gì đáng kể. Nó chỉ mới được thi công một phần, diện tích bề mặt so với dự kiến mở rộng chiều ngang khoảng 100m. Trong khi đó, khu nhà máy xanh được dựng rạp để làm lễ động thổ kênh đào Phù Nam Teco thì mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ. Cả công trình hầu như không tìm thấy được bất kỳ chiếc máy cẩu, máy xúc hay nhân công thi công dự án nào. Vậy điều gì đã khiến cho kênh đào Phù Nam Teco phải án binh bất động suốt mấy tháng qua? Phải chăng đã có biến lớn gì xảy ra? Vâng, nếu phân tích một cách kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ nhận thấy được rất nhiều cội nguồn của vấn đề. Nó liên quan đến yếu tố khách quan lẫn chủ quan mà Campuchia không hề mong muốn. Đầu tiên, chúng ta cần phải đề cập đến điều kiện thời tiết bất lợi mà Campuchia phải đối mặt hiện nay. Nước này đang trong thời điểm mùa mưa kéo dài và phải gánh chịu rất nhiều thiên tai. Kể từ tháng 9 đến nay, Campuchia liên tục đưa ra các thông báo khẩn về tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên diện rộng. Chẳng hạn như mới đây, Campuchia đã phải đón nhận đợt lũ lụt thứ 3 trong năm này sau 2 đợt mưa lũ vào cuối tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Nó đã gây ra ảnh hưởng lớn đến hơn 20.000 hộ dân, làm 4 người thiệt mạng, gây thiệt hại hàng chục ngàn hecta đất sản xuất nông nghiệp và hư hại nhiều công trình cơ sở hạ tầng tại 19 tỉnh thành trên cả nước. Trước đó, vào tháng 7, mưa lớn kéo dài đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương ở Campuchia. Lực lượng chức năng địa phương phải phong tỏa một số khu vực trên tuyến đường quốc lộ 4 do có những khu vực ngập sâu gây ảnh hưởng tới giao thông và hoạt động đi lại của người dân. Đơn cử như giới chức tỉnh Kampong Phria, khi ấy phải cấm mọi người đi lại trên quốc lộ 4, đoạn km 107 và 108 do tình trạng ngập lụt. Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Phria Vesamnan ra thông báo kêu gọi người dân chọn các tuyến đường khác hoặc sử dụng đường cao tốc thay thế. Ngoài ra, cảnh sát tỉnh Kampong Phria cũng đã triển khai lực lượng phân luồng giao thông và kêu gọi người dân cẩn thận. Trong khi đó, tại tỉnh Sihanouk, mưa lớn cũng đã khiến cho mực nước dâng cao. Cơ quan chức năng đã quyết định chặn một phần quốc lộ 4 nằm trên địa bàn. Khu vực tạm thời cấm các phương tiện lưu thông là cầu Stung Samrong nằm giữa km 115, 116 tại làng Stung Samrong, xã Pekros, huyện Kampong Sela, tỉnh Ria Sihanouk. Tại tỉnh Battambang, tỉnh trưởng Sok Lao kêu gọi người dân giữ cho các cống thoát nước thông thoáng sau khi mưa lớn gây lũ lụt ở khu vực này. Nơi đây đã có mưa lớn kèm theo dông lốc gây ngập lụt cho các điểm thoát nước bị tắc nghẽn bởi rác thải. Còn vào tháng 10 vừa qua,
Campuchia đã phải đối mặt với đợt lũ cao kỷ lục trong hơn một thập kỷ. Nước lũ dâng cao tại Campuchia đã làm 11 người chết, hàng chục ngàn hộ gia đình bị ảnh hưởng và hàng trăm ngàn hecta lúa và hoa màu bị tàn phá. Nếu tính chung từ đầu tháng 10 tới nay, lũ lụt đã gây ngập lụt ở 16 trên 25 tỉnh của Campuchia. Nó đã phá hủy hơn 120.000 hecta đất trồng cây nông nghiệp, trong đó có 80.000 hecta đất trồng lúa. Với điều kiện thời tiết như thế, dự án kênh đào Phù Nam Thecco rất khó triển khai các hạng mục thi công giống như dự kiến. Nhất là khi Campuchia đang phải tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với bão lũ cũng như khắc phục hậu quả nghiêm trọng sau đó. Và đây không phải là lý do duy nhất khiến công trình dậm chân tại chỗ. Lý do chính tiếp theo nằm ở vấn đề kinh phí dành cho dự án từng làm mưa làm gió này. Tại sao lại nói như thế? Là bởi vì theo các nguồn tin uy tín, Campuchia đang gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm kinh phí giải tỏa đền bù cho người dân sống quanh khu vực thi công kênh đào. Bởi vì số tiền để giải tỏa đền bù cho hàng ngàn hộ dân và hàng trăm hecta đất bị ảnh hưởng bởi dự án là vô cùng khổng lồ. Trong khi đó, quy mô nền kinh tế Campuchia lại hết sức bé nhỏ, khiến cho tổng GDP thu về không đủ để trang trải kinh phí đền bù. Sau khi Campuchia sử dụng nó cho các công việc quan trọng hơn, đó là chưa kể đến khoản nợ quốc gia không hề nhỏ mà nước này đang mang trên mình. Phần lớn số tiền nợ ấy đều được vay mượn từ Trung Quốc, khiến Campuchia dần mất đi sự độc lập, tự chủ của riêng mình. Ngoài ra, việc quay xe bất ngờ của Trung Quốc cũng là một nguyên nhân quan trọng khác, khiến Campuchia gặp khó khăn về tài chính khi thi công kênh Phù Nam Thecco. Còn nhớ vào thời điểm mới công bố dự án trên, phía Campuchia vô cùng tự tin cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp 100% nguồn vốn xây dựng kênh. Ấy thế nhưng sau đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet lại cho biết kênh Phù Nam Thecco sẽ do liên doanh giữa cảng tự trị Sihanoukville, cảng tự trị Phnom Penh và một công ty tư nhân chi 51% vốn đầu tư. Phần còn lại là của các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn theo hợp đồng BOT. Không cần phải nói ra quá rõ ràng, ai cũng hiểu rằng các nhà đầu tư nước ngoài mà Campuchia nhắc đến ở đây chính là Hoa Lục. Điều này cũng đồng nghĩa rằng từ nguồn vốn 100% ban đầu, Trung Quốc đã rút xuống còn 49% vốn đầu tư cho dự án kênh đảo Phù Nam Thecco. Nhưng rồi mới đây, phía Campuchia lại tiếp tục đưa ra lời mời chào hấp dẫn để thu hút các nước khác tham gia vào dự án này. Thậm chí, Campuchia còn rủ rê Nhật Bản xây dựng kênh đào cùng mình khi nhà lãnh đạo nước này gặp gỡ với nhà lãnh đạo Nhật Bản trong một cuộc hội đàm diễn ra cách đây chưa lâu. Không ai hiểu được lý do vì sao Trung Quốc bất ngờ rút vốn, khiến Campuchia bị chơi với, chơi vơi. Nhưng người ta không quá bất ngờ về hành động quay xe của Trung Quốc đối với nước này, bởi vì đây vốn dĩ là phong cách thường thấy của Hoa Lục. Một khi nhận thấy lợi ích của mình không tương xứng với những gì mình bỏ ra, Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để đánh bài chuồn bằng đủ thứ lý do trên trời dưới bể. Rất có thể, sau khi cân đo đong đếm những gì mình có được khi hỗ trợ Campuchia xây dựng kênh đào so với những khó khăn mà mình phải đối mặt khi chi tận 1,7 tỷ đô la, giữa lúc nước nhà đang gặp khó khăn sau đại dịch Covid cùng với sự rời đi của hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài, Trung Quốc đã cảm thấy chuồn chân. Nước này không ngại ngần nuốt lời với Campuchia, khiến Campuchia phải thân sơ tất sở, rơi vào cảnh dở khóc dở cười với kênh đào Phù Nam Thecco như hiện nay. Và nếu đúng là như thế, thì những gì mà Việt Nam từng cảnh báo Campuchia đã trở thành sự thật. Nước này đang phải gánh lấy hậu quả nặng nề vì sự ngang ngược và bướng bỉnh của mình đối với Việt Nam. Và nếu không thay đổi suy nghĩ và cách kết giao bạn bè, chắc chắn Campuchia sẽ mất đi nhiều thứ có giá trị hơn. Thiết nghĩ Campuchia nên bình tâm suy nghĩ lại để biết được mình cần phải làm gì là tốt nhất cho bản thân. Các bạn thân mến, chuyện dân Campuchia liên tục đòi đất đai của Việt Nam theo kiểu online đã không còn xa lạ, bởi vì nó diễn ra như cơm bữa trong nhiều năm trở lại đây. Nhưng ít ai tưởng tượng được rằng người Campuchia còn ngông cuồng đến nỗi đòi sáp nhập Việt Nam để khôi phục đế chế Khmer của mình. Vì vậy, thay vì nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, người Campuchia lại bị ném đá tơi bời bởi mong ước hão huyền và hết sức phi lý trên. Nào, chúng ta cùng nhau lắng nghe xem cư dân mạng gần xa nói gì trong topic vừa mới được đăng tải trên trang mạng qurza.com nhé. À mà các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, cách đây chưa lâu, trên trang mạng hỏi đáp qurza.com xuất hiện một câu hỏi vô cùng nực cười của một cư dân mạng Campuchia rằng tại sao Campuchia không sáp nhập Việt Nam để khôi phục đế chế Khmer. Ngay dưới topic này, đã có rất nhiều cư dân mạng quốc tế ủa vạt một gáo nước lạnh vào mặt chủ thớt. Một số người vẫn còn mơ mộng lãng mạn về vinh quang quá khứ của tổ tiên họ. Điều này cũng ổn, nhưng đừng hồi tưởng quá đà về thời xa xưa mà quên mất hiện tại. Các đế chế Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Mông Cổ, Ottoman và Anh đã biến mất từ lâu, chưa nói chỉ đến các vương quốc nhỏ bé ở Đông Nam Á như Khmer, Srivijaya hay Majapahit đã lụi tàn. Hãy nhìn vào Campuchia hiện tại, tôi đã đến đó nhiều lần. Kể cả những ngôi làng nằm sâu trong vùng nông thôn, người dân thân thiện nhưng sống trong cảnh nghèo đói cùng cực cực. Trong khi đó, chính phủ lại tham nhũng vô cùng. Tôi rất thân với một vài vị tướng Campuchia nên đã đến nhà họ chơi. Họ sống hết sức xa hoa trong khi dân chúng kiếm được cái ăn là rất khó khăn. Mặt khác, thành phố Phnom Penh có một trong những sòng bạc lớn nhất Đông Nam Á, chuyên phục vụ du khách Trung Quốc và Malaysia giàu có. Tại đây, nạn mại dâm và buôn bán trẻ em đang trở nên tràn lan. Với tất cả những gì được phơi bày mà bạn muốn sáp nhập Việt Nam ư?
Cảm ơn bạn nhé. Nhưng Việt Nam đang làm rất tốt mọi thứ. Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Campuchia đang phát triển, nhưng không là gì so với Việt Nam và thậm chí là phần còn lại của Đông Nam Á. Vì vậy, tôi muốn khuyên bạn một câu rằng, hãy chọn thứ ưu tiên đúng đắn. Hãy thay thế chính phủ tham nhũng của bạn bằng một chính phủ trong sạch hơn. Nếu muốn bắt kịp phần còn lại của ASEAN, bạn đừng mơ mộng nữa và hãy bắt đầu làm việc ngay bây giờ. À mà còn nữa, bạn cũng đừng quá nịnh bợ Trung Quốc, bởi vì họ không đáng tin cậy đâu. Đồng tình với quan điểm trên, một cư dân mạng khác đã giải thích rõ hơn lý do vì sao Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ hơn Campuchia như sau. Bởi vì người Việt không giống người Khmer, họ biết rằng đất đai của họ đã mất đi rồi và họ chấp nhận điều đó khi người Pháp xâm chiếm Việt Nam và trao trấn Tây Thành cho Campuchia, vì hầu hết dân số ở đó đều là người Khmer. Nói cách khác, người Việt Nam chấp nhận hoàn cảnh thực tế của mình và chăm chỉ làm việc để đất nước tốt đẹp hơn thay vì lo lắng về việc đất đai bị mất như người Khmer. Họ dành thời gian để cải thiện đất nước, chứ không than khóc trên Internet về những gì đã xảy ra và những hành vi sai trái mà kẻ khác đã làm với mình trong lịch sử đau thương. Và đây là lý do tại sao Việt Nam phát triển hơn Campuchia ngày nay. Nhưng đáng chú ý nhất là phân tích hợp tình hợp lý của một cư dân mạng vô cùng thông thái dưới đây. Thứ nhất, nếu người Campuchia tiếp quản và thực dân hóa Việt Nam với tư cách là người Việt Nam, tôi xin chúc mừng họ vì Campuchia đã trở nên rất hùng mạnh. Tuy nhiên, người Campuchia phải nhớ rằng, thứ nhất, nếu Campuchia phát động chiến tranh với Việt Nam, họ sẽ phải chịu tổn thất lớn về sinh mạng. Tôi nghĩ có khoảng 5 triệu người hy sinh ở mỗi bên, trong khi đó dân số Khmer ít hơn Việt Nam rất nhiều và liệu họ có thể chịu nổi hay không. Thứ hai, khi Việt Nam bị chiếm, dân số người Việt sẽ nhiều gấp 3 lần Campuchia và nếu có một cuộc trưng cầu dân ý hoặc một cuộc nổi loạn đòi thống nhất với Việt Nam thì sao? Campuchia giống như Mãn Châu của Trung Quốc, trở thành thiểu số trên chính mảnh đất của mình. Sự thật lịch sử cho thấy rất khó để chiếm đóng và thực dân hóa một quốc gia có dân số đông hơn trong thời gian dài. Thứ ba, lịch sử phong kiến là cuộc chiến sinh tồn giữa các dân tộc. Đế chế Khmer với tư cách là một đế chế hùng mạnh cũng đã từng đưa quân sang đánh Việt Nam 5 lần dưới thời Lý Trần nhưng đều thất bại. Kết quả là vương quốc của người Campuchia tự suy yếu, bị chia cắt rồi bị người Thái đánh bại. Theo đó, dưới thời nhà Nguyễn, Việt Nam và Thái Lan đã thay nhau ảnh hưởng Campuchia. Và nếu như cuộc xâm lược Đông Dương của Pháp diễn ra chậm tầm 100 năm, tôi không thể tưởng tượng được số phận của người dân Campuchia sẽ ra sao. Do đó, người Campuchia nên cảm ơn người Pháp thay vì đổ lỗi cho họ. Và thứ tư, chắc hẳn các bạn biết rằng, cuộc chiến chống Khmer Đỏ đã cứu hàng triệu người Campuchia vì trong cuộc chiến tranh với Khmer Đỏ, Việt Nam đã mất 55.000 binh lính và hàng chục ngàn người dân. Thêm vào đó, Trung Quốc đã xâm lược Việt Nam và giết hại khoảng 100.000 người Việt vào năm 1979 để hỗ trợ Khmer Đỏ. Việt Nam đã bị Hoa Kỳ cấm vận trong gần 20 năm và mãi cho đến năm 1995 mới kết thúc. Điều này đã khiến cho nền kinh tế Việt Nam trở thành nền kinh tế nghèo nàn nhất thế giới. Tuy nhiên, người Việt Nam chưa bao giờ hối hận vì đã tiêu diệt chế độ diệt chủng Khmer Đỏ giúp Campuchia, bởi vì đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa để cứu lấy nhiều sinh mạng của người Campuchia và cả người Việt Nam. Và cuối cùng, tôi chúc các bạn Campuchia có cuộc sống hòa bình và thịnh vượng sau bài học đắt giá về cuộc chiến tranh ở Campuchia năm 1978-1989. Các bạn có thể chắc chắn rằng Việt Nam sẽ không bao giờ đưa quân sang Campuchia, ngay cả khi nước các bạn có khủng hoảng. Vào thời điểm đó, mong các bạn hãy hiểu và đừng đổ lỗi cho chúng tôi. Rõ ràng là những gì cư dân mạng kể trên vừa nói đều là sự thật. So với dân số, kinh tế, chính trị, lẫn sức mạnh quân sự, Campuchia không thể nào sánh bằng Việt Nam. Vậy thì làm sao một đất nhỏ như Campuchia lại có thể sáp nhập vào một quốc gia lớn hơn mình, gấp nhiều lần về mọi mặt? Điều này càng đúng đắn hơn khi chúng ta xem xét khả năng Campuchia sáp nhập Việt Nam ở khía cạnh chủ quyền quốc gia. Vì cả Campuchia và Việt Nam đều được công nhận là các quốc gia có chủ quyền, với bản sắc và yêu sách lãnh thổ riêng biệt. Hệ thống quốc tế hiện đại ưu tiên chủ quyền quốc gia, khiến việc một nước muốn sáp nhập một nước khác trở thành một điều không thể nào chấp nhận được. Vậy nên, nếu Campuchia cố chấp làm điều đó, họ sẽ phải nhận lấy sự phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, thậm chí là hàng loạt lệnh trừng phạt từ rất nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Đến lúc đó, Trung Quốc dù có muốn che chở cho Campuchia cũng không thể nào che chở được. Còn nếu xét ở khía cạnh toàn vẹn lãnh thổ, thì trong nhiều thế kỷ qua, Việt Nam đã mở rộng lãnh thổ về phía Nam cùng với quá trình Nam tiến. Mặc dù điều này đã dẫn đến xung đột và tranh chấp lãnh thổ, nhưng nó cũng giúp Việt Nam củng cố bản sắc dân tộc và yêu sách lãnh thổ của mình. Vậy nên có thể nói lãnh thổ Việt Nam là thứ bất khả xâm phạm. Dù Campuchia hay bất kỳ ông lớn nào muốn xâm chiếm Việt Nam cũng sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân đất Việt. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự thất bại của hàng loạt các siêu cường trên thế giới từng ôm mộng nuốt chửng Việt Nam như Nhật, Mỹ, Pháp và gần đây nhất là Trung Quốc, cùng với cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Và sau tất cả, chúng ta không thể không xem xét đến mối quan hệ khu vực và quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Nền kinh tế Campuchia đang chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi mối quan hệ với các cường quốc trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Vì vậy, đối với chính sách đối ngoại của Campuchia, việc cân bằng các mối quan hệ này là rất quan trọng.
Campuchia sẽ không dại gì xâm lược Việt Nam để phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp mà mình đã kỳ công xây dựng suốt nhiều năm qua. Đây cũng là hiện trạng của mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước hiện nay. Thậm chí, ngày nay Campuchia và Việt Nam còn duy trì mối quan hệ đa phương toàn diện trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục và khoa học kỹ thuật, bất chấp những căng thẳng đã từng có trong quá khứ và cả ở thời điểm hiện tại, bởi vì cả hai nước đều nhận thức được tầm quan trọng của sự ổn định trong khu vực và nhu cầu tôn trọng chủ quyền của nhau. Nói tóm lại, việc một số cư dân mạng Campuchia đòi sáp nhập Việt Nam chỉ là ý kiến chủ quan của một cá nhân, đại diện cho tầm nhìn hạn hẹp của một số ít người dân thiếu hiểu biết, bị xúi dục bởi các tổ chức phản động chống chính phủ. Đây không phải là mong muốn và quyết sách của chính phủ Campuchia. Vì vậy, chúng ta cần phân biệt rõ vấn đề này để tránh gây tâm lý thù hằn nước bạn, dẫn đến những hành động bộc phát khó kiểm soát, gây hại đến lợi ích quốc gia. Từ trước đến nay, khi nhắc đến hòn đảo có vị trí chiến lược đối với Việt Nam ở phía Tây Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đảo Phú Quốc. Nhưng ít ai biết rằng, cách Phú Quốc không xa còn có một cái tên khác đã và đang trở thành nỗi khiếp sợ của Campuchia suốt nhiều năm qua. Đó chính là quần đảo Thổ Chu. Nơi đây được ví như một trong những tiền đồn quan trọng, giúp đất nước hình chữ S chọc thẳng vào tử huyệt của Campuchia, qua đó giúp Việt Nam giữ được thế phòng ngự và khả năng tấn công hết sức hiệu quả khi có chiến tranh xảy ra bất ngờ. Vậy điều gì ở quần đảo Thổ Chu khiến cho nó có sức răn đe lớn đến thế? Và tại sao quần đảo này lại trở thành tấm lá chắn vững chắc cho Việt Nam tại vùng vịnh Thái Lan, giàu tiềm năng hàng đầu? Đáp án sẽ được chúng tôi mang đến trong video số ngày hôm nay. Mời các bạn theo dõi ngay và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tất tần tật về quần đảo Thổ Chu. Theo Wikipedia, từ đầu thế kỷ 18 đến trước khi có đường Privy vào năm 1939, cụm đảo Thổ Chu và toàn bộ các đảo nằm giữa Việt Nam và Campuchia, cả về lịch sử và pháp lý, đều thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phía Campuchia mới chỉ chính thức quản lý các đảo ở phía bắc đường Privy từ năm 1937. Chi tiết hơn về quần đảo Thổ Chu hay quần đảo Thổ Châu, đây là một quần đảo nằm trong vịnh Thái Lan, phía tây nam đảo Phú Quốc. Quần đảo này cấu thành xã đảo Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Quần đảo Thổ Chu gồm 8 đảo lớn nhỏ: đảo Thổ Chu, Hòn Kế Bàn, Hòn Cao Cát, Hòn Nhạn, Hòn Từ, Hòn Khô, Hòn Xanh và Hòn Cao. Trong đó, đảo Thổ Chu là đảo lớn nhất trong quần đảo và là trung tâm hành chính của xã đảo Thổ Châu. Hòn đảo này nằm cách đảo Phú Quốc 102 km và cách thành phố Sạch Giá 220 km về phía tây nam. Ngoài ra, nó còn cách mũi Cà Mau khoảng 157 km về phía tây bắc. Đây là hòn đảo xa bờ nhất so với Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Trên đảo có 4 bãi biển là bãi Ngự, bãi Đông, bãi Môn và bãi Nhất, trong đó bãi Ngự và bãi Đông là lớn nhất. Đảo Thổ Chu có môi trường thiên nhiên tươi đẹp với mật độ san hô cao, bãi cát trắng mịn ven đảo và những cánh rừng hoang sơ bên trong. Theo thống kê, có 99 loài san hô, chủ yếu thuộc các chi Montipora và Acropora, thảm cỏ biển và dạng san hô, là nơi sinh sống của các loài rùa biển quý. Về hệ động vật, đảo Thổ Chu có các loài phổ biến như sóc, khỉ, chăn rắn và còn có các loài đặc hữu như thằn lằn chân ngón Thổ Chu, tạo nên thế giới động vật phong phú. Về thành phần dân cư, đa số cư dân trên đảo đều là ngư dân. Ngoài ra còn có các cán bộ hải quân vùng 5 và biên phòng. Thường thì cư dân tập trung sống tại bãi Ngự từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, sau đó chuyển qua bãi Đông để tránh bão và buôn bán kiếm thêm thu nhập. Chỉ trừ bãi Ngự có dân cư sinh sống thường xuyên, các bãi biển khác ở Thổ Chu đều rất hoang sơ, như chưa từng in dấu chân người. Ngoài đảo Thổ Chu giữ vai trò trọng yếu trong quần đảo, Hòn Nhạn cũng là một hòn đảo có tầm quan trọng đáng kể, bởi vì đây chính là điểm A1 được xác định trên đường cơ sở của Việt Nam hiện tại. Qua đó, có thể thấy quần đảo Thổ Chu nói chung vẫn còn khá hoang sơ và chưa bị đô thị hóa hoàn toàn. Kết hợp với hệ động thực vật độc đáo, đa dạng cùng hệ thống bãi biển xanh trong vắt, nơi đây có tiềm năng du lịch cực kỳ rộng mở. Tuy nhiên, đây không phải là giá trị lớn nhất của quần đảo Thổ Chu. Nơi đây còn được nhiều chuyên gia quân sự đánh giá có vai trò trọng yếu, giống như vịnh Cam Ranh của Việt Nam, khi có sức răn đe lớn đối với Campuchia ở phía Tây Nam và nhiều quốc gia khác nằm trong vịnh Thái Lan. Tại sao lại nói như vậy? Chỉ cần phân tích kỹ lưỡng đôi chút, chúng ta sẽ nhận thấy có nhiều lý do như sau. Đầu tiên, quần đảo Thổ Chu là một trong những quần đảo nằm xa bờ nhất của Việt Nam. Nó bao gồm các đảo nằm ở cực Tây Nam của Tổ quốc, nên sở hữu vị trí tiền tiêu hết sức đặc biệt. Nếu có bất kỳ đợt tấn công nào được triển khai ở phía Tây Nam, quần đảo Thổ Chu sẽ trở thành vị trí phòng thủ tiêu biểu và quan trọng nhất của cả trận chiến. Nơi đây sẽ giúp Việt Nam ngăn chặn hầu hết các hướng tấn công của kẻ địch, đồng thời tổ chức phản công hiệu quả để mở đường máu. Hơn nữa, vùng nước bao quanh quần đảo Thổ Chu có độ sâu hàng chục mét với bề rộng vùng nước lên đến hàng trăm hecta. Điều này giúp nơi đây dễ dàng neo đậu các âu tàu có tải trọng hàng chục ngàn tấn, thậm chí hàng trăm ngàn tấn, miễn những con tàu chiến khổng lồ phục vụ cho quá trình tác chiến xa bờ. Quan trọng hơn, từ quần đảo Thổ Chu, lực lượng chiến đấu của Việt Nam có thể quan sát toàn bộ tàu thuyền qua lại tại khu vực vịnh Thái Lan.
Qua đó, Việt Nam có thể kiểm soát tốt các hoạt động đảm bảo chủ quyền và quyền tài phán của mình tại vùng nước giáp ranh với Campuchia theo Hiệp định năm 1982, đường phân giới trên biển với Thái Lan theo Hiệp định năm 1997 và vùng biển trồng lẫn với Malaysia rộng 2.800 km2 gần cửa Vinh Hạ, được quy định trong bản thỏa hai trong với Malaysia năm 1982. Ngoài ra, thổ trụ còn nằm ở vị trí cửa ngõ của Kiên Giang và Cà Mau. Điều này giúp lực lượng chiến đấu của Việt Nam có thể bảo vệ bao quát dải bờ biển dài 200 km của hai tỉnh này. Vị trí chiến lược của quần đảo Thổ Chu không chỉ thể hiện ở khía cạnh phòng thủ an ninh biển, mà còn đóng vai trò quan trọng trong tuyến đường vận tải quốc tế đi qua các nước thuộc Vịnh Thái Lan từ trước đến nay. Cụ thể, quần đảo này nằm sát tuyến hàng hải quốc tế và từ lâu đã trở thành tuyến vận tải biển trọng yếu đi qua các điểm như Bangkok, Kông Pong Som, thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Kông, Trung Quốc. Qua đó, Thổ Chu giúp Việt Nam giữ được lợi thế và vị thế quan trọng trước các nước trong khu vực, đặc biệt là Campuchia, một quốc gia luôn dõi theo Việt Nam, để tìm cơ hội trỗi dậy khi có sơ suất. Nhận thấy tầm quan trọng của Thổ Chu, ngày 10 tháng 5 năm 1975, chính quyền diệt chủng Pol Pot đã đổ quân chiếm đảo và gây ra tội ác dã man với hơn 500 thường dân Việt Nam trên đảo. Sau trận chiến quyết liệt từ ngày 24 đến 27 tháng 5 năm 1975, quân đội Việt Nam đã thành công trong việc tiêu diệt quân xâm lược và giải phóng quần đảo. Đến ngày 7 tháng 7 năm 1982, Việt Nam và Campuchia ký hiệp định về vùng nước lịch sử, lấy đường Prai Vee năm 1939 làm ranh giới phân chia đảo trong khu vực và cam kết thương lượng để hoạch định biên giới trên biển. Hơn một thập kỷ sau, vào ngày 24 tháng 4 năm 1993, chính phủ Việt Nam đã thành lập xã đảo Thổ Chu. Khi mới thành lập, xã chỉ có khoảng chục hộ dân, đến nay đã phát triển dân cư đông đúc với cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện. Qua thời gian, Thổ Chu đã được định hình trở thành cứ điểm quân sự quan trọng, giúp Việt Nam bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ ở phía Tây Nam Mây. Nơi đây không khác gì một tấm bùa hộ mệnh của Việt Nam trước sự nhòm ngó của Campuchia suốt thời gian qua. Quần đảo Thổ Chu có diện tích rộng, mặt bằng thoáng, rừng cây xanh tốt, cùng các vùng kín để neo đậu tàu thuyền, các bãi cát thuận lợi cho việc đổ quân xuất quân nhanh chóng. Ngoài ra, quần đảo có các đảo vệ tinh gần kề hỗ trợ, tạo nên một hệ thống phòng thủ liên hoàn vững chắc cho Việt Nam. Với vị trí chiến lược quan trọng, cứ điểm này góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy sự phát triển của vùng biển lẫn vùng ven biển Việt Nam trên vịnh Thái Lan. Đồng thời, nó giúp cho đất nước hình chữ S ngăn chặn hiệu quả các hoạt động xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển từ phía Tây Nam và các khu vực khác tương trái. Hy vọng rằng trong tương lai, quần đảo này sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đúng mức của chính phủ để xứng đáng với vị thế trọng yếu mà nó đang nắm giữ. Như vậy, tấm lá chắn này sẽ ngày càng vững vàng trước các thế lực ngoại bang bên ngoài. Như chúng ta đã biết, vào buổi sáng ngày 5 tháng 8 năm 2024, Campuchia đã tổ chức lễ động thổ hết sức long trọng để chính thức khởi công dự án kênh Đảo Phu Nam – Thê Cô. Sự kiện đặc biệt này có sự góp mặt của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, phu nhân Pichomoni và đông đảo lãnh đạo cấp cao Campuchia cùng khách mời quốc tế. Điều này cho thấy được tầm quan trọng của dự án kênh Đảo Phu Nam – Thê Cô, cũng như sự quyết tâm cao độ trong việc thực hiện dự án của các nhà lãnh đạo nước này. Điều đã được khẳng định rất nhiều lần bởi cựu Thủ tướng Hun Sen và người kế nhiệm của ông trước Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Thế nhưng, cho đến ngày hôm nay, dù đã gần 3 tháng trôi qua, kênh đảo gây tranh cãi ấy vẫn trong tình trạng an bình bất động. Mọi thứ tại đây trở nên yên ắng một cách lạ thường, khiến cho mọi người hết sức khó hiểu. Vậy lý do gì đã khiến cho quá trình thi công kênh đảo Phu Nam – Thê Cô dậm chân tại chỗ? Phải chăng Trung Quốc đã lật kèo, giống như những gì mà Việt Nam từng dự đoán? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video số hôm nay. Các bạn đừng quên nhấn nút like, chia sẻ, đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé! Kể từ khi kênh đảo Phu Nam – Thê Cô được chính thức khởi công xây dựng, mọi biến động của dự án đều nhận được sự quan tâm rất lớn từ nhiều người. Theo đó, tiến độ thi công công trình liên tục được nhiều người dõi theo on. Bất ngờ là mới đây, trong một video được đăng tải công khai, hình ảnh cho thấy kênh đảo Phu Nam – Thê Cô đang rơi vào tình trạng an bình bất động. Cụ thể hơn, con kênh nối sông Mekong từ thủ đô Phnom Penh được mở rộng thành kênh đảo Phu Nam – Thê Cô vẫn không có chuyển biến gì đáng kể. Nó chỉ mới được thi công 1/5 diện tích bề mặt so với dự kiến là mở rộng chiều ngang khoảng hơn 100m. Trong khi đó, khu nhà máy xanh được dựng rạp để làm lễ động thổ kênh đảo Phu Nam – Thê Cô thì mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ. Cả công trình hầu như không tìm thấy được bất kỳ chiếc máy cẩu, máy xúc hay nhân công thi công dự án nào. Vậy điều gì đã khiến cho kênh đảo Phu Nam – Thê Cô phải án binh bất động suốt mấy tháng qua? Phải chăng đã có biến lớn gì xảy ra? Nếu phân tích một cách kỹ lưỡng, chúng ta sẽ nhận thấy được rất nhiều cội nguồn của vấn đề. Nó liên quan đến yếu tố khách quan lẫn chủ quan mà Campuchia không hề mong muốn. Đầu tiên chúng ta cần phải đề cập đến điều kiện thời tiết bất lợi mà Campuchia đang phải đối mặt. Hiện nay, nước này đang trong thời điểm mùa mưa kéo dài và phải gánh chịu rất nhiều thiên tai. Kể từ tháng 9 đến nay, Campuchia liên tục đưa ra các thông báo khẩn về tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trên diện rộng. Chẳng hạn như mới đây, Campuchia đã phải đón nhận đợt lũ lụt thứ 3 trong năm sau hai đợt mưa lũ vào cuối tháng 7 và tháng 8 vừa qua. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến hơn 20.000 hộ dân, làm 4 người thiệt mạng
gây thiệt hại hàng chục ngàn hecta đất sản xuất nông nghiệp và hư hại nhiều công trình cơ sở hạ tầng tại 19 tỉnh thành trên cả nước. Trước đó vào tháng 7, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương ở Campuchia. Lực lượng chức năng địa phương phải phong tỏa một số khu vực trên tuyến đường quốc lộ 4 do có những đoạn ngập sâu gây ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động đi lại của người dân. Đơn cử như giới chức tỉnh Kampong Speu khi ấy phải cấm mọi người đi lại trên quốc lộ 4 đoạn từ km 107 đến km 108 do tình trạng ngập lụt. Tỉnh trưởng tỉnh Kampong Speu, ông Vi Samnaun, ra thông báo kêu gọi người dân chọn các tuyến đường khác hoặc sử dụng đường cao tốc thay thế. Ngoài ra, cảnh sát tỉnh Kampong Speu cũng đã triển khai lực lượng phân luồng giao thông và kêu gọi người dân cẩn thận. Trong khi đó, tại tỉnh Phra Sihanouk, mưa lớn cũng đã khiến mực nước dâng cao. Cơ quan chức năng đã quyết định chặn một phần quốc lộ 4 nằm trên địa bàn. Khu vực tạm thời cấm các phương tiện lưu thông là cầu Stung Samron, nằm giữa km 115-116 tại làng Stung Samron, xã Obak Road, huyện Kampong Sila, tỉnh Phra Sihanouk, tại tỉnh Battambang. Tỉnh trưởng Sóc Lu kêu gọi người dân giữ cho các cống thoát nước thông thoáng sau khi mưa lớn gây lụt lội ở khu vực này. Nơi đây đã có mưa lớn kèm dông lốc gây ngập lụt cho các điểm thoát nước bị tắc nghẽn bởi rác thải. Còn vào tháng 10 vừa qua, Campuchia đã phải đối mặt với đợt lũ cao kỷ lục trong hơn một thập kỷ. Nước lũ dâng cao tại Campuchia đã làm 11 người chết, hàng chục ngàn hộ gia đình bị ảnh hưởng và hàng trăm ngàn hecta lúa và hoa màu bị tàn phá. Nếu tính chung từ đầu tháng 10 đến nay, lũ lụt đã gây ngập lụt ở 16 trong số 25 tỉnh của Campuchia. Nó đã phá hủy hơn 120.000 hecta đất trồng cây nông nghiệp, trong đó có 80.000 hecta đất trồng lúa. Với điều kiện thời tiết như thế, dự án kênh đào Phù Nam Theco rất khó triển khai các hạng mục thi công giống như dự kiến, nhất là khi Campuchia đang phải tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với bão lũ cũng như khắc phục hậu quả nghiêm trọng sau đó. Và đây không phải là lý do duy nhất khiến công trình dậm chân tại chỗ. Lý do chính tiếp theo nằm ở vấn đề kinh phí dành cho dự án từng làm mưa, làm gió này. Tại sao lại nói nhiều thế? Nguồn thực sự là bởi vì theo các nguồn tin uy tín, Campuchia đang gặp phải khó khăn trong việc tìm kiếm kinh phí giải tỏa đền bù cho người dân sống quanh khu vực thi công kênh đào, bởi vì số tiền để giải tỏa đền bù cho hàng ngàn hộ dân và hàng trăm hecta đất bị ảnh hưởng bởi dự án là vô cùng khổng lồ. Trong khi đó, quy mô nền kinh tế Campuchia lại hết sức bé nhỏ, khiến cho tổng sản phẩm quốc nội thu về không đủ để trang trải kinh phí đền bù sau khi Campuchia sử dụng nó vào các công việc quan trọng hơn. Đó là chưa kể đến khoản nợ quốc gia không hề nhỏ mà nước này đang mang trên mình. Phần lớn số tiền nợ ấy đều được vay mượn từ Trung Quốc, khiến Campuchia dần mất đi sự độc lập tự chủ của riêng mình. Ngoài ra, việc Trung Quốc bất ngờ rút vốn cũng là một nguyên nhân quan trọng khác, khiến Campuchia gặp khó khăn về tài chính khi thi công kênh Phù Nam Techco Control. Còn nhớ vào thời điểm mới công bố dự án, phía Campuchia vô cùng tự tin khi cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp 100% nguồn vốn xây dựng kênh. Ấy thế nhưng sau đó Thủ tướng Campuchia Hun Manet lại cho biết kênh Phù Nam Techco sẽ do liên doanh giữa cảng tự trị Sihanoukville, cảng tự trị Phnom Penh và một công ty tư nhân chi 51% vốn đầu tư. Phần còn lại là của các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn theo hợp đồng BLT. Không cần phải nói quá rõ ràng khi ai cũng hiểu rằng các nhà đầu tư nước ngoài mà Campuchia nhắc đến ở đây chính là Trung Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa rằng từ nguồn vốn 100% ban đầu, Trung Quốc đã rút xuống còn 49% vốn đầu tư cho dự án kênh Phù Nam Techcotank. Nhưng rồi mới đây, phía Campuchia lại tiếp tục đưa ra lời mời chào hấp dẫn để thu hút các nước khác tham gia vào dự án này. Thậm chí Campuchia còn rủ rê Nhật Bản xây dựng kênh đào của mình khi nhà lãnh đạo nước này gặp gỡ với nhà lãnh đạo Nhật Bản trong một cuộc hội đàm diễn ra cách đây chưa lâu. Không một ai hiểu được lý do vì sao Trung Quốc bất ngờ rút vốn khiến Campuchia chơi vơi. Nhưng người ta không quá bất ngờ về hành động quay xe của Trung Quốc đối với nước này, bởi vì đây vốn dĩ là phong cách thường thấy của Trung Quốc. Một khi nhận thấy lợi ích của mình nhận được không tương xứng với những gì bỏ ra, Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để rút lui bằng đủ thứ lý do. Rất có thể sau khi cân đo đong đếm những gì mình có được khi hỗ trợ Campuchia xây dựng kênh đào so với những khó khăn phải đối mặt khi chi tận 1,7 tỷ đô la trong lúc nước nhà đang gặp khó khăn sau đại dịch Covid cùng với sự rời đi của hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài, Trung Quốc đã cảm thấy trùng chân. Nước này không ngại ngần nuốt lời với Campuchia, khiến Campuchia phải thân sờ thất sở, rơi vào cảnh giờ khóc giờ cười cùng với kênh đào Phù Nam Techco như hiện nay. Nếu đúng như vậy, những gì Việt Nam từng cảnh báo Campuchia đã trở thành sự thật. Campuchia đang phải gánh hậu quả nặng nề vì sự ngang ngược và cứng đầu của mình đối với Việt Nam hot mình. Nếu không thay đổi suy nghĩ và cách kết giao bạn bè, chắc chắn Campuchia sẽ mất đi nhiều giá trị quý giá hơn. Có lẽ Campuchia nên bình tâm suy nghĩ lại để biết mình cần phải làm gì là tốt nhất cho chính mình. Các bạn thân mến, câu chuyện người dân Campuchia liên tục đòi đất của Việt Nam qua mạng xã hội đã không còn xa lạ, bởi vì nó diễn ra như cơm bữa trong nhiều năm qua. Nhưng ít ai ngờ rằng người Campuchia còn gông cuồng đến mức đòi sáp nhập Việt Nam để khôi phục đế chế Khmer. Vì vậy, thay vì nhận được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, họ lại bị chỉ trích nặng nề vì ước vọng phi lý và hoang đường này. Nào, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe xem cư dân mạng nói gì về chủ đề vừa được đăng tải trên trang QUO.
ra.com.a mà các bạn đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ, đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ kênh Hiểu Biết Thêm mỗi ngày nhé. Vâng, cách đây chưa lâu trên QUOR.com có một câu hỏi rất buồn cười của một cư dân mạng Campuchia. Tại sao Campuchia không sáp nhập Việt Nam để khôi phục đế chế Khmer? Ngay dưới chủ đề này, đã có rất nhiều cư dân mạng quốc tế vào tạt một gáo nước lạnh vào mặt người hỏi. Một số người vẫn còn mơ mộng về vinh quang của tổ tiên họ. Điều này cũng ổn, nhưng đừng hồi tưởng quá mức về thời xa xưa mà quên đi hiện tại. Các đế chế Ba Tư, Hy Lạp, La Mã, Mông Cổ, Ottoman và Anh đã biến mất từ lâu, chưa nói đến các vương quốc nhỏ bé ở Đông Nam Á như Khmer. Dù Vijaya hay Majapahit đã lụi tàn, hãy nhìn vào Campuchia. Hiện tại, tôi đã đến đó nhiều lần, kể cả những ngôi làng sâu trong vùng nông thôn, người dân thân thiện nhưng sống trong cảnh nghèo khó, trong khi chính phủ thì tham nhũng vô độ. Tôi rất thân với vài tướng lĩnh Campuchia và đã đến nhà họ chơi. Họ sống xa hoa, trong khi người dân kiếm cái ăn là rất khó khăn. Mặt khác, thành phố Phnom Penh có một trong những sòng bạc lớn nhất Đông Nam Á, chuyên phục vụ khách giàu có từ Trung Quốc và Malaysia. Tại đây, nạn mại dâm và buôn bán trẻ em đang trở nên tràn lan. Và với tất cả những gì đã phơi bày, bạn vẫn muốn sáp nhập Việt Nam ư? Cảm ơn bạn nhé, nhưng Việt Nam đang làm rất tốt mọi thứ. Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất. Campuchia cũng đang phát triển, nhưng không là gì so với Việt Nam và phần còn lại của Đông Nam Á. Vì vậy, tôi muốn khuyên bạn một câu rằng hãy chọn thứ ưu tiên đúng đắn. Hãy thay thế chính phủ tham nhũng của bạn bằng một chính phủ trong sạch hơn. Nếu muốn bắt kịp phần còn lại của ASEAN, bạn đừng mơ mộng nữa và hãy bắt đầu làm việc ngay bây giờ. À mà còn nữa, bạn cũng đừng quá nịnh bợ Trung Quốc bởi vì họ không đáng tin cậy đâu. Đồng tình với quan điểm trên, một cư dân mạng khác đã giải thích rõ hơn lý do vì sao Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ hơn Campuchia như sau. Bởi vì người Việt không giống người Khmer, họ biết rằng đất đai của họ đã mất đi rồi và họ chấp nhận điều đó khi người Pháp xâm chiếm Việt Nam và trao chấn Tây thành cho Campuchia vì hầu hết dân số ở đó đều là người Khmer. Nói cách khác, người Việt Nam chấp nhận hoàn cảnh thực tế của mình và chăm chỉ làm việc để đất nước tốt đẹp hơn thay vì lo lắng về việc đất đai bị mất như người Khmer. Họ dành thời gian để cải thiện đất nước, chứ không than khóc trên Internet về những gì đã xảy ra và những hành vi sai trái mà kẻ khác đã làm với mình trong lịch sử đau thương. Và đây là lý do tại sao Việt Nam phát triển hơn Campuchia ngày nay. Nhưng mà đáng chú ý nhất là phân tích hợp tình hợp lý của một cư dân mạng vô cùng thông thái dưới đây. Thứ nhất, nếu người Campuchia tiếp quản và thực dân hóa Việt Nam với tư cách là người Việt Nam, tôi xin chúc mừng họ vì Campuchia đã trở nên rất hùng mạnh. Tuy nhiên, người Campuchia phải nhớ rằng, thứ nhất, nếu Campuchia phát động chiến tranh với Việt Nam, họ sẽ phải chịu tổn thất lớn về sinh mạng. Tôi nghĩ có khoảng 5 triệu người hy sinh ở mỗi bên, trong khi đó dân số Khmer ít hơn Việt Nam rất nhiều. Và liệu họ có thể chịu nổi hay không? Thứ hai, khi Việt Nam bị chiếm, dân số người Việt sẽ nhiều gấp 3 lần Campuchia. Và nếu có một cuộc trưng cầu dân ý hoặc một cuộc nổi loạn đòi thống nhất với Việt Nam thì sao? Campuchia sẽ giống như Mãn Châu của Trung Quốc, trở thành thiểu số trên chính mảnh đất của mình. Sự thật lịch sử cho thấy rất khó để chiếm đóng và thực dân hóa một quốc gia có dân số đông hơn trong thời gian dài. Thứ ba, lịch sử phong kiến là cuộc chiến sinh tồn giữa các dân tộc. Đế chế Khmer với tư cách là một đế chế hùng mạnh cũng đã từng đưa quân sang đánh Việt Nam 5 lần dưới thời Lý Trần, nhưng đều thất bại. Kết quả là vương quốc Campuchia tự suy yếu, bị chia cắt rồi bị người Thái đánh bại. Dưới thời nhà Nguyễn, Việt Nam và Thái Lan đã thay nhau ảnh hưởng đến Campuchia. Và nếu cuộc xâm lược Đông Dương của Pháp diễn ra chậm hơn khoảng 100 năm, tôi không thể tưởng tượng số phận của người dân Campuchia sẽ ra sao. Do đó, người Campuchia nên cảm ơn người Pháp thay vì đổ lỗi cho họ. Thứ tư, chắc hẳn các bạn biết rằng cuộc chiến chống Khmer Đỏ đã cứu hàng triệu người Campuchia. Trong cuộc chiến tranh đó, Việt Nam đã mất 55.000 binh lính và hàng chục nghìn người dân. Thêm vào đó, Trung Quốc xâm lược Việt Nam và giết hại khoảng 100.000 người Việt vào năm 1979 để hỗ trợ Khmer Đỏ. Việt Nam đã bị Hoa Kỳ cấm vận trong gần 20 năm, mãi đến năm 1995 mới được dỡ bỏ. Điều này khiến nền kinh tế Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế nghèo nàn nhất thế giới. Tuy nhiên, người Việt Nam chưa bao giờ hối hận vì đã tiêu diệt chế độ diệt chủng Khmer Đỏ để giúp Campuchia, bởi đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm cứu lấy sinh mạng của cả người Campuchia và người Việt Nam. Cuối cùng, tôi chúc các bạn Campuchia có cuộc sống hòa bình và thịnh vượng sau bài học đắt giá từ cuộc chiến tranh Campuchia năm 1978-1989. Các bạn có thể chắc chắn rằng Việt Nam sẽ không bao giờ đưa quân sang Campuchia, ngay cả khi nước các bạn gặp khủng hoảng. Khi thời điểm đó đến, mong các bạn hiểu và đừng đổ lỗi cho chúng tôi. Rõ ràng, những gì mà cư dân mạng kể trên vừa nói đều là sự thật. So với dân số, kinh tế, chính trị và sức mạnh quân sự, Campuchia không thể nào sánh bằng Việt Nam bao giờ. Vậy thì làm sao một nước nhỏ như Campuchia lại có thể sáp nhập vào một quốc gia lớn hơn mình, gấp nhiều lần về mọi mặt? Điều này lại càng đúng đắn hơn khi xét khả năng Campuchia sáp nhập Việt Nam từ góc độ chủ quyền quốc gia.
Cả Campuchia và Việt Nam đều được công nhận là các quốc gia có chủ quyền với bản sắc và yêu sách lãnh thổ riêng biệt. Hệ thống quốc tế hiện đại ưu tiên chủ quyền quốc gia, khiến việc một nước muốn sáp nhập một nước khác trở thành điều không thể chấp nhận. Vậy nên, nếu Campuchia cố chấp làm điều đó, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế và hàng loạt lệnh trừng phạt từ nhiều quốc gia. Đến lúc đó, Trung Quốc dù muốn cũng không thể che chở cho Campuchia. Còn nếu xét ở khía cạnh toàn vẹn lãnh thổ, thì trong nhiều thế kỷ qua, Việt Nam đã mở rộng lãnh thổ về phía Nam cùng với quá trình Nam tiến. Mặc dù điều này đã dẫn đến cuộc xung đột và tranh chấp lãnh thổ, nhưng nó cũng giúp Việt Nam củng cố bản sắc dân tộc và yêu sách lãnh thổ của mình. Vậy nên có thể nói rằng, lãnh thổ Việt Nam là thứ bất khả xâm phạm. Dù Campuchia hay bất kỳ ông lớn nào muốn xâm chiếm Việt Nam cũng sẽ vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân đất Việt. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự thất bại của hàng loạt siêu cường trên thế giới từng ôm mộng nuốt trọn Việt Nam như Nhật, Mỹ, Pháp, gần đây nhất là Trung Quốc, cùng với cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Và sau tất cả, chúng ta không thể không xem xét đến mối quan hệ khu vực và quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Cam. Trong đó, nền kinh tế của Campuchia đang chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi mối quan hệ của nước này với các cường quốc khác trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Vậy nên, đối với chính sách đối ngoại của Campuchia, việc cân bằng các mối quan hệ kể trên là rất quan trọng. Campuchia sẽ không dại gì xâm lược Việt Nam để phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp mà mình kỳ công xây dựng suốt nhiều năm qua. Và đây cũng là hiện trạng của mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam hiện nay. Thậm chí ngày nay, Campuchia và Việt Nam còn duy trì mối quan hệ đa phương toàn diện trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục và khoa học kỹ thuật, bất chấp những căng thẳng đã có trong quá khứ lẫn thời điểm hiện tại. Bởi vì cả hai nước đều nhận ra được tầm quan trọng của sự ổn định trong khu vực và nhu cầu tôn trọng chủ quyền lẫn nhau. Nói tóm lại, chuyện cư dân mạng Campuchia đòi sáp nhập Việt Nam vào nước mình chỉ là ý kiến chủ quan của cá nhân. Nó đại diện cho tầm nhìn hạn hẹp của một số ít những người dân thiếu hiểu biết đang bị xúi dục bởi những tổ chức phản động chống chính phủ. Và đây không phải là mong muốn và quyết sách của chính phủ Campuchia. Vì vậy, chúng ta cần phải phân biệt rõ vấn đề này để tránh gây tâm lý thù hằn nước bạn, từ đó có những hành động bộc phát khó kiểm soát, gây hại đến lợi ích quốc gia.